đang có mặt tại hội trường Hip Hop Sơ Đại học Văn Lang đến với sự kiện kỷ niệm 99 năm ngày sinh của giáo sư tiến sĩ Trần Đăng Khê. Lời chào mừng nồng nhiệt nhất của chúng tôi. Thưa quý vị, chúng ta cùng thưởng thức bài hát múa mang tên Con Câu Hay Múa, một sáng tác của giáo sư tiến sĩ Trần Đăng Khê để mở màn sự kiện này. Chúng ta hãy dành một tràng pháo thật lớn cho các bé đến từ nhà thiếu nhi Gò Vấp, vũ đoàn CC với sự biên đạo múa của Vũ Phúc và Y Nhã. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta có mặt tại hội trường Điện Trung Sơn của Đại học Văn Lang để đến với một sự kiện rất trang trọng. Đây là sự liên kết phối hợp đầu tiên giữa trường Đại học Văn Lang cùng với nhóm thân hữu Trần Đăng Khê, tổ chức đúng vào ngày sinh nhật của giáo sư tiến sĩ Trần Đăng Khê 24 tháng 7 năm 2020. Kính thưa quý vị, đây là một sự kiện mà sự hiện diện của quý vị là một niềm động viên rất lớn đối với nhóm thân hữu Trần Đăng Khê cùng với Đại học Văn Lang. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Trần Đăng Khê du học tại Pháp từ năm 1949 và thầy là người Việt Nam đầu tiên đậu bằng tiến sĩ âm nhạc học vào năm 1958 với luận án tiến sĩ mang tên âm nhạc truyền thống Việt Nam. Thầy được biết đến là người đã có công quảng bá âm nhạc truyền thống Việt Nam đến thế giới hơn nửa thế kỷ qua và cho tới ngày thầy vĩnh viễn nằm xuống. Từ đầu thập niên 60, đối với các nhà nghiên cứu văn hóa trên thế giới đã xem những bài viết, những quyển sách của thầy là những tham khảo đáng quý cho việc nghiên cứu âm nhạc Việt Nam truyền thống cũng như âm nhạc châu Á nói chung. Và đối với giới nghiên cứu âm nhạc dân tộc cũng như văn hóa trên thế giới thì luôn xem giáo sư Trần Đăng Khê là bậc thầy về đối sánh âm nhạc học dân tộc. Hôm nay tưởng niệm 5 năm ngày giáo sư từ giã khỏi đời và những dịp kỷ niệm 99 năm ngày sinh của thầy, Đại học Văn Lang và nhóm thân hữu Trần Đăng Khê tổ chức chương trình trang trọng này như một bước điện chuẩn bị cho sự kiện lớn vào năm 2021. Đó là dịp chúng tôi sẽ công bố thành lập quỹ Trần Đăng Khê dự kiến tổ chức vào năm 2021 và hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày sinh của giáo sư tiến sĩ Trần Đăng Khê sẽ được tổ chức vào tháng 7 năm 2021. Đồng thời, nhân dịp này cũng sẽ xét trao tặng học bổng Trần Đăng Khê đợt đầu tiên dự kiến được tổ chức từ tháng 7 cho đến trước tháng 9 năm 2021. Kính thưa quý vị, đến tham dự chương trình hôm nay, xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện đáng quý của các đại biểu. Về phía Đại học Văn Lang, chúng tôi trân trọng giới thiệu ông Bùi Quang Độ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quản lý Giáo dục Văn Lang. Xin được giới thiệu tiến sĩ Nguyễn Đắc Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Án, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang. Xin được giới thiệu ông Dương Trọng Dịch, Viện trưởng Viện Đào tạo Nghệ thuật và Truyền thông, Giám đốc Nhà hát Truyền hình Văn Lang. Về phía nhóm thân hữu Trần Đăng Khê, xin được giới thiệu sự hiện diện đáng quý của nghệ sĩ nhân dân Kim Cương. Nghệ sĩ ưu tú Thạc sĩ Quỳnh Khải. Nhà thơ Nguyễn Duy. Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân. Ông bà Trần Bá Thùy và công nữ Hỷ Cương. Tiến sĩ Nguyễn Nhã. Và nhà báo Nguyễn Thế Thanh. Kính thưa quý vị, và cùng hiện diện trong khán phòng này còn có sự góp mặt của rất nhiều các nghệ sĩ, các nhà báo, những giảng viên của trường Đại học Văn Lang cùng với bạn bè thân hữu, những người hâm mộ, những người kính trọng giáo sư tiến sĩ Trần Đăng Khê.
Và chúng tôi trân trọng giới thiệu sự hiện diện của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thiện Mỹ Diệu. Kính thưa quý vị, ngay bây giờ là bài phát biểu khai mạc. Chúng tôi trân trọng giới thiệu ông Bùi Quang Độ sẽ đọc lời chào mừng. Ông là chủ tịch của công ty Văn Lang, với lý do sức khỏe do đó thầy Độ sẽ ngồi tại chỗ và chúng tôi sẽ truyền video xuống thầy. Kính thưa quý bạn bè thân hiệu với giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các thầy các cô và toàn thể các em sinh viên thân mến. Hôm nay thì Văn Lang cất vinh dự cùng nhóm tân hiệu tổ chức kỷ niệm 99 năm ngày sinh của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Chúng ta tổ chức 99 năm ngày sinh mà không tổ chức 5 năm ngày mất là vì đối với chúng ta, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê vẫn sống mãi trong đời sống âm nhạc, đời sống dân tộc và đời sống của chúng ta. Và vì vậy cho nên chúng ta được kỷ niệm ngày sinh. Như lúc này vì giới thiệu đã nói, Trần Văn Lang như vậy là quyết định thành lập một cái quỹ giáo sư Trần Văn Khê. Thực ra thì tiến hành thủ tục cách đây gần năm, nhưng mà thủ tục ở thành phố chậm quá cho nên chắc đến năm 31 thì mới ra được cái quyền này. Và Trần Văn Lang đã đóng góp vào đấy còn một số tiền rất lớn để làm cái quyền cao học bổng, để huy động cái sức người và sức nghệ thuật của các em sinh viên, của thế hệ sinh viên Văn Lang cũng như thế các cái nhà nghệ thuật khác, để làm thế nào nhạc sĩ và những cái tài năng của ông giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê sống mãi với chúng ta. Và trên tinh thần ấy thì chúng tôi nghĩ rằng hôm nay chúng tôi rất là vinh dự, bởi vì thế này, trong lúc chờ đợi từ 8 giờ đến 9 giờ chúng ta đã xem màn hình rất nhiều hình ảnh về hội giáo sư nhạc sĩ Trần Văn Khê, và những hình ảnh này là ghi lại trong trí óc của chúng ta, trong trí nhớ chúng ta, và để chúng ta luôn luôn học tập một cái tấm gương âm nhạc vì dân tộc Việt Nam. Tại vì trên thế giới hiện nay cũng là âm nhạc dân tộc, mà càng người đất nước mình càng người thì rất là ít người, phải nói như vậy. Cho nên cái tấm gương của giáo sư Văn Khê sống với âm nhạc dân tộc, sống với truyền thống âm nhạc dân tộc là một tấm gương để chúng ta noi theo. Và đặc biệt các thế hệ sinh viên Văn Lang, nhất là trong cả khoa nghệ thuật, khoa điện ảnh sân khấu cũng như các cái ngành nghệ thuật khác, để học tập và làm thế nào đối tiếp được cái truyền thống của giáo sư nhạc sĩ Văn Khê để đưa âm nhạc dân tộc của chúng ta phát triển lên ngày càng tốt hơn và sống mãi với thế hệ chúng ta. Và vì vậy cho nên tôi chỉ chúc cái buổi lễ ngày hôm nay chúng ta thành công, và trong hội thảo thì chúng ta sẽ cố gắng nói lên được cái suy nghĩ của chúng ta đối với giáo sư Văn Khê. Chúc sức khỏe mọi người. Kính thưa quý vị, và đến tham dự chương trình hôm nay còn có sự hiện diện của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc. Ngay bây giờ, xin trân trọng kính mời nhà báo Dương Thị Thực, viện trưởng viện đào tạo nghệ thuật và truyền thông, giám đốc nhà hát truyền hình Văn Lang sẽ lên sân khấu phát biểu khai mạc lễ tưởng niệm 5 năm ngày mất và lễ kỷ niệm 99 năm ngày sinh của cố giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Trân trọng kính mời thầy. Kính thưa các thầy các cô, này thì dành cho ban lãnh đạo Văn Lang. Kính thưa các nghệ sĩ, đại diện cho nhóm thân hữu của
giáo sư Trần Văn Khê. Kính thưa tất cả các thầy các cô, kính thưa tất cả các em sinh viên thân mến, thưa tất cả quý vị, đúng ngày này cách đây 99 năm, tại Mỹ Tho, cậu bé Trần Văn Khê cất tiếng khóc chào đời. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, 6 tuổi ông đã làm quen các nhạc cụ dân tộc và sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Học rất giỏi, mê say âm nhạc, nhưng ông lại ra Hà Nội theo học y khoa. Tại đây ông đã cùng các ông Lưu Phước, Mai Văn Bộ, Huỳnh Văn Tiển, Phạm Hữu Tùng hoạt động trong tổ hội sinh viên. Do thể hiện trình độ cảm nhạc xuất sắc, ông được cử làm nhạc trưởng của trường. Nhưng bước ngoặt của cuộc đời ông bắt đầu từ chuyến đi du học Pháp năm 1949. Năm 58, ông theo nhạc khoa nhạc học và tháng 6 năm đó đậu tiến sĩ. Đề tài nghiên cứu là âm nhạc truyền thống Việt Nam. Từ năm 1963, ông dạy trong trung tâm nghiên cứu đông phương của Viện Nhạc học Paris. Ông là thành viên của Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp, Viện Sĩ Thông Tấn Viện Hàn Lâm Châu Âu về khoa học, văn chương và nghệ thuật, cũng như nhiều hội nghiên cứu nghệ thuật khác ở các nước châu Âu. 50 năm hoạt động và giảng dạy tại Pháp, ông đã đi 67 nước trên thế giới để giới thiệu âm nhạc truyền thống Việt Nam. Không quá lời khi nói rằng ông là đại sứ của âm nhạc truyền thống Việt Nam. Nhưng vượt lên trên vai trò của đại sứ thông thường, ông là người góp phần nâng âm nhạc truyền thống dân tộc ngang tầm với các nền âm nhạc cổ truyền của các nền văn hóa nghệ thuật độc đáo khác trên thế giới. Đốt cháy trái tim thành trí tuệ, tâm hồn lộng gió phương Nam của ông, một mảnh đất phóng khoáng giàu chất nghệ sĩ đã thâu thái tinh hoa của dân tộc, trưng cất lên con người nhân cách Trần Văn Khê. Nhà sư phạm, nhà khoa học, nghệ sĩ, một con người ưu tú của âm nhạc truyền thống Việt Nam, của văn hóa Việt Nam. Trân trọng những nhân cách của ông, những di sản của ông để lại, hôm nay chúng ta có mặt ở đây để kỷ niệm 90 năm ngày sinh của ông, để tưởng nhớ về ông. Và đây là bước khởi đầu cho việc thành lập Quỹ Trần Văn Khê. Thay mặt ban tổ chức, thay mặt trường Văn Lang, thay mặt nhóm thân hữu, chúng tôi xin long trọng khai mạc lễ kỷ niệm 99 năm ngày sinh cố giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, nghệ sĩ Trần Văn Khê, nhà văn hóa Trần Văn Khê. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, đến tham dự chương trình hôm nay xin được giới thiệu sự hiện diện của nhà thiết kế thời trang Sĩ Hoàng. Và bên trong hậu trường đã có sự hiện diện của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long. Kính thưa quý vị, lúc sinh thời, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê luôn có hoài bão đưa âm nhạc dân tộc vào học đường, giảng dạy và truyền thụ cảm hứng yêu âm nhạc dân tộc cho thế hệ trẻ. Bởi theo lời thầy, ngay từ lúc các em còn học mầm non, các em còn là tuổi thiếu nhi thì cần được nghe và học hát, học múa những bài dân ca, làm quen và cảm thụ với những giai điệu xuất phát từ âm nhạc ngũ cung với họ sự sang xê cống, để từ đó các em biết yêu quý, nâng niu, góp phần gìn giữ, phát huy vốn âm nhạc cổ truyền, giá trị của dân tộc. Hòa vào sự phát triển âm nhạc Việt Nam, xem đó là cách cùng góp phần gìn giữ, nâng niu giá trị bền vững của cội nguồn văn hóa. Lúc nãy chúng ta đã đến với phần biểu diễn của nhóm CC, một vũ đoàn thuộc nhà thiếu nhi Gò Vấp, với một bài hát của thầy. Có thể nói rằng rất là xúc động khi nghe lại giọng hát của thầy hòa cùng với giọng hát của các em. Và khi nãy, trong lúc thời gian chờ đợi bước vào chương trình chính thức, thì chúng ta đã xem những clip trích từ một phim
mà người cháu gái của giáo sư tiến sĩ Trần Nhật Khê, đó là đạo diễn Lily Hồ Thị Tiên đã sản xuất và ấn hành tại nước Pháp. Có thể nói rằng trong suốt thời gian từ năm 1956 đến năm 1970, giáo sư tiến sĩ Trần Nhật Khê đã sống tại nhà của cháu gái của mình, đó là đạo diễn Hồ Thị Tiên. Do đó mà có điều kiện để ghi lại tất cả những tâm tư tình cảm cũng như những hành trang trong suốt quá trình đến với công việc nghiên cứu âm nhạc dân tộc. Kính thưa quý vị, là người gắn cánh bên lòng việc phát triển rất nhiều những câu lạc bộ đơn ca tài tử để nhân rộng hiệu quả tích cực trong việc gieo mầm tài năng, giáo sư tiến sĩ Trần Thanh Khê luôn đặt niềm tin vào thế hệ kế thừa, những tâm hồn yêu âm nhạc dân tộc, yêu quý đơn ca tài tử Nam Bộ, một bộ môn đã được tổ chức UNESCO vinh danh di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Sau đây, xin mời quý vị cùng đến với phần biểu diễn trình tấu của nhóm nhạc sĩ, thạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Khải cùng với các nghệ nhân, các sinh viên đến từ Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được giới thiệu, đó là các nghệ nhân rất còn rất trẻ, đó là anh Châu Minh Tâm, Nguyễn Thi, Trịnh Khánh Linh, Hồng Bảo Ngọc và Nguyễn Thu. Xin một tràng pháo tay thật lớn với ba cái buổi gặp tới hòa tấu đơn ca tài tử Nam Bộ. Đầu tiên xin được giới thiệu hòa tấu đơn ca tài tử Nam Bộ với bài Đường Bán và Kim Tiền thuộc điệu Hơi Bắc trong nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ. Thank you.
ơn chúc mừng quý vị. Trong cái cuộc đời các tài tử Nam Bộ thì có thể nói rằng điệu hơi Bắc lúc nào cũng đem đến sự rộng rã hơn qua, để chúng ta cảm thấy rằng rất là tự tin và luôn có được nhiều cái điều chỉnh hơn trong cuộc sống. Và với cái điệu hơi Bắc này thì có thể nói rằng trong nghệ thuật đời ca tài tử cũng như khi mà áp dụng vào sản xuất cải lương đã đem đến cho các nhân vật sự thể hiện sự phấn khởi của mình, sự phấn khởi của mình trong cuộc sống để chống đối với lại những cái điều bất công cũng như cái sự thiên tai, những cái áp bức xảy ra trong cuộc sống. Và cái điệu Bắc thể hiện được cái nỗi riêng của những con người luôn lạc quan, hướng về những cái vùng đất mới để khai thác mà chúng ta đã có được cái miền đất phương Nam trù phú như ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, ngay sau đây xin mời quý vị cùng đến với một điều bài bản. Có thể nói rằng năm 1927, khi mà người cậu ruột cũng là thầy tuồng mang tên là Nguyễn Tri Khương, là cậu ruột của giáo sư tiến sĩ Trần Đăng Khê, bắt đầu sáng tác một kịch bản cải lương mang tên là Giọt Máu Trung Tình. Ông đã viết ra cái điều thức này để áp dụng cho cái kịch bản cải lương, đó là tác phẩm mang tên Ý Ước Trần Ngôn. Năm 1959, sau một năm mà giáo sư Trần Đăng Khê lãnh bằng tiến sĩ tại nước Pháp, thì đã đưa cái điều thức này vào trong đĩa và được khán giả khắp thế giới đón nhận rất là nồng nhiệt. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần biểu diễn của nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Hải. Dạ, xin kính chào tất cả mọi người đang có mặt trong buổi họp ngày hôm nay. Em tên là Trịnh Khánh Linh, sau đây em sẽ trình bày bài bản Ý Tước Tranh Ngột. Xoay tâm lòng sắp ba đào khiến anh hùng khác nhau.
Kính thưa quý vị, thầy nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Khải muốn truyền đạt bài hát này cho một bạn trẻ thể hiện. Đúng ra thì chính lời ca của thầy tiếp nối theo sự sáng tạo và giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê cũng đã từng thể hiện bằng này trong những buổi chuyên đề nói về âm nhạc tình ca Việt của Nam Bộ. Và hôm nay chúng ta nhận thấy rằng có một thế hệ trẻ đang tiếp nối. Ngay bây giờ xin mời thầy Quỳnh Khải cùng chuyện với lại quý vị khán giả hôm nay, trao ta cho nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Khải, người đang cùng với rất nhiều những nghệ nhân là tài tử, những học trò của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê tiếp tục gieo mầm cho những tài năng đến với bộ môn này. Chúng tôi trân trọng giới thiệu phó giáo sư tiến sĩ Trần Thị Mỹ Diệu, hiệu trưởng của trường đại học Măng Lan, sẽ lên tặng hoa cho nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Khải. Xin một tràng pháo tay thật lớn để ghi lại hình ảnh này. Cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Quỳnh Khải cùng với các học trò của mình đã có mặt trong sự kiện kỷ niệm 99 năm ngày sinh cố giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Và xin mời anh có thể nói sơ nét về một tiết mục tiếp theo mà nhớ cũng đã tập dượt trong suốt thời gian qua. Đây cũng là một kỷ niệm rất là đáng ghi nhớ với giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Xin mời anh. Cảm ơn anh Thầy. Kính thưa quý vị cùng các bạn thân mến, chúng tôi có dịp rất là may mắn được gặp gỡ và học hỏi với thầy Khê, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê ngay những năm 1980, những ngày đầu thầy về và có những cái chương trình biểu diễn, thì chúng tôi có dịp được gặp gỡ và học hỏi của thầy rất là nhiều. Đặc biệt là chúng tôi thì quan tâm tới đàn ca tài tử, nên chúng tôi quan tâm rất là nhiều tới những cái tiết mục và những cái kiến thức về đàn ca tài tử mà thầy Khê đi nói chuyện cũng như là dạy trực tiếp chúng tôi hoặc là biểu diễn. Thì trong đó có những cái rất là tinh túy, đó là những cái làn hơi đặc biệt của đàn ca tài tử, ví dụ như là hơi xuân, hơi ai, hơi đảo nhân dân, đặc biệt là hơi xuân và hơi ai, thì chúng tôi được thầy Khê giảng rất là rõ ở trong cái bài thơ Đèo Ngang. Thì thầy cũng một cái thể thơ như vậy mà thầy có thể là ngâm hơi xuân, rồi có thể là ngâm hơi ai, mà đặc biệt là cái điệu hơi ai. Cái hơi ai thì nó đi vào cái lòng người Nam Bộ cũng như là cả nước rất là sâu đậm. Mà đặc biệt là sau khi thầy ngâm đó thì thầy có trình bày, biểu diễn cũng như là giảng dạy chúng tôi cái hơi ai đó trong cái bài Nam Ai rất là đặc trưng. Mà cái bài ca đó có thể nói là ít được biểu diễn rất là lâu, mà được thầy biểu diễn chúng tôi nghe rất là xúc động. Đó là bài ca Nam Ai, theo điệu Nam Ai, có tựa đề là Tô Huệ Chích Cẩm Hồ Văn. Thì có thể nói là nếu chúng ta là những người thưởng thức hoặc là tìm hiểu hoặc là học hỏi, thì chúng ta rất là quan tâm tới cái bài Tô Huệ Chích Cẩm Hồ Văn theo điệu Nam Ai, bởi vì nó có những cái ngân nga rất là đặc biệt. Thì chúng tôi chỉ học được có thể nói là một cái phần rất là nhỏ trong cái hơi ai này của cái thầy Khê truyền lại. Mà chúng tôi hôm nay xin giới thiệu một giọng ca của em Hồng Bảo Ngọc, năm nay 17 tuổi, sẽ ca trích lại 16 câu trong bài Tô Huệ Chích Cẩm Hồ Văn theo điệu Nam Ai mà thầy Khê đã từng biểu diễn trong nhiều cuộc biểu diễn ở Việt Nam. Xin giới thiệu. Thank you.
sinh nhỏ tuổi nhất tham dự cuộc thi trung dàn giọng cổ lần thứ 15 đang được diễn ra tại đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Một tràng pháo tay thật lớn cho em ạ. Chúng ta nhận thấy là có một cái sự tiếp nối rất là hùng hậu của các thế hệ trẻ đến với nghệ thuật đường ca tài tử Nam Bộ và sân khấu cải lương. Kính thưa quý vị, từ nước Pháp xa xôi do đại dịch Covid-19 vẫn còn hoành hành tại một số nước châu Âu. Do đó mà giáo sư Trần Quang Hải, người con trai trưởng của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê đã không thể có mặt trong sự kiện này. Tuy nhiên, ông đã gửi đến một đoạn clip để nói lên lời cảm ơn gửi đến tất cả sự hiện diện của chúng ta ngày hôm nay ở hội trường này đến với sự kiện trang nhã. Chúng ta trang trọng kính dân đến người thầy của mình, đó là giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Xin mời quý vị cùng hướng mắt về màn hình để theo dõi phần ghi âm và ghi hình mà ông đã thực hiện và gửi về cho ban tổ chức của chúng tôi. Kính thưa quý vị, ban tổ chức và quan khách, tôi tên là Trần Quang Hải, trưởng nam của cố giáo sư Trần Văn Khê, xin thành thật cảm ơn ban lãnh đạo trường Đại học Văn Lang và các anh chị em của nhóm thân hữu Trần Văn Khê gồm chị Thế Thanh, chị Kim Cương, anh Nguyễn Đắc Xuân, anh Nguyễn Nhã, anh Lê Quốc Âm cùng với các em Sĩ Hoàng, Quỳnh Khải, Thanh Hiệp và cháu Ngọc Khanh đã tận tình tổ chức ngày sinh nhật lần thứ 99 của thân phụ tôi đã quá đáng năm nay rồi. Vì bệnh tình Covid-19 lan tràn khắp thế giới, tôi không thể trở về Việt Nam để tham dự chương trình này. Tôi trân trọng chúc chương trình buổi lễ này được thành công như ý và tin rằng thân phụ tôi sẽ ngậm cười nơi chính suối trước tấm lòng ưu ái của những người vẫn còn thương nhớ thân phụ tôi. Nay kính Trần Quang Hải. Kính thưa quý vị và toàn thể các em sinh viên có mặt tại đây, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến buổi tọa đàm với chủ đề những bài học văn hóa từ giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Xin mời các diễn giả cùng lên sân khấu để tham gia buổi tọa đàm này. Chúng tôi trân trọng kính mời nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, tiến sĩ Nguyễn Nhã, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc, nhà thiết kế thời trang Sĩ Hoàng và nhà báo Nguyễn Thế Thành. Trân trọng kính mời. Xin một trọng ta thật lớn ạ. Đây có thể nói là hội hội và quý khi mà nhóm thân hữu Trần Văn Khê, tất cả các diễn giả ngồi đây người nào cũng rất nhiều việc, nhưng mà khi chúng tôi ban tổ chức đã có cái sự liên kết để mời các anh chị, các cô chú, các nhà nghiên cứu có mặt ở đây thì hầu như ai cũng sẵn sàng, bởi vì đây là một cái kỷ niệm, một cái sự kiện văn hóa rất lớn để hướng đến một cái người thầy, một cái người giáo sư đã dành trọn cuộc đời của mình cho nhà dân tộc. Đầu tiên hết xin được mời chị Hai Kim Cương ạ, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, và chị sẽ là người đầu tiên để trả lời câu hỏi mà Thanh Hiệp cũng gửi đến chị. Đầu tiên hết thì chị có thể nói cho Thanh Hiệp cũng như tất cả các quý vị đại biểu cũng như các em sinh viên có mặt ở đây cái suy nghĩ của chị về những cái bài học quý từ văn hóa của giáo sư Trần Văn Khê
Điều thứ hai là mỗi năm khi mà chị tổ chức chương trình nghệ sĩ tri âm, lúc nào chị cũng dành một cái ghế trống hàng đầu, không cho ai ngồi hết. Chị nói đó là nơi mà giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Khê đang ngồi. Chắc chắn trong lòng chị có rất nhiều những cái nỗi niềm chia sẻ khi nói đến giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Khê. Xin mời chị. Trước hết tôi xin kính chào quý vị có mặt hôm nay. Và câu hỏi tôi cũng xin hỏi lại thanh niệm là không biết có thù quán gì không, mà nãy giờ cứ kêu tên tôi trước lại là tôi rất là ngại. Đôi khi có các anh các chị liệu là xứng đáng trả lời trước tôi không? Dạ. Dạ. Thì Hiệp đã hỏi thì một câu hỏi nó rất là giản dị, nó rất là bình thường. Đã hỏi tại sao mà mỗi lần mà tôi làm cho anh em nghệ sĩ ăn Tết là tôi đẩy cái ghế trống trên Khê. Bởi vì thật sự là đối với tôi, anh Khê không bao giờ mất. Anh Khê còn sống mãi trong lòng tôi. Và nói về cái đóng góp của anh Trần Văn Khê đối với nền âm nhạc thế giới nói chung và nói riêng về nền âm nhạc của Việt Nam, thì chắc chắn rồi đây sẽ các anh, các chị, luôn cả các em sẽ có nhiều ý kiến hơn tôi. Bây giờ đi qua cái câu hỏi của Hiệp, tôi xin phép tôi chỉ nói ở đây những cái tình cảm riêng tư của một kim cương đối với anh hai Trần Văn Khê. Dạ. Và thưa quý vị, là tôi trong đời tôi có nhiều cái may mắn, mà một trong những cái may mắn đó là khi năm 1960 thế kỷ trước, tôi chân ướt chân ráo đi qua bên Pháp một thân một mình để mong tìm hỏi, học hỏi những cái hay cái đẹp của nước người, thì người đầu tiên tôi gặp là anh Trần Văn Khê. Do đó là một cái mốc rất là quan trọng trong cuộc đời tôi. Và anh Khê đối với gia đình tôi, đối với bà Đông Phỉ, đối với bà Bảy Nam cũng là chỗ thân tình và gần như là gia đình, bởi vì cùng sản sinh ra, cũng sinh ra ở Mỹ Tho. Do đó cho nên tôi ra chuyện đầu tiên là má dặn qua kiếm anh Khê, là tôi kiếm anh Khê. Thật sự là trong những năm ở bên Pháp, anh Khê như là một ngọn đèn dẫn lối cho tôi đi trong những lúc khó khăn. Và với cái tư thế của anh Khê lúc đó là một nhân vật có cái uy tín trong nền âm nhạc của thế giới UNESCO, thì với cái uy tín đó anh Khê đã tạo cho tôi rất nhiều điều kiện để học hỏi. Và anh Khê dẫn tôi đi tới những cái rạp hát, opera, ở những cái phim trường, Glencore, ở những gì để cho tôi học, không phải chỉ học cái cách diễn xuất không, mà là học cái cách tổ chức của những chương trình đó, những nơi đó. Và ngoài ra, cái mà tận lẫn trong tôi suốt mấy chục năm trời trong nghề nghiệp, dấu ấn của anh Khê đối với tôi, trong cuốn hồi ký tôi có viết một chương về anh Khê. Tôi để cái tựa là người thầy không lớp học. Nhưng đối với tôi, anh Khê là một người thầy không lớp học đã đành, mà là một người thầy không có tuổi, không có thời gian và không bao giờ chết trong lòng tôi. Và cái học về kỹ thuật là anh Khê đưa tôi đi tận nơi những cái rạp hát và đưa tới tận hậu trường để cho tôi thấy rằng một cái người diễn viên của nước ngoài họ làm việc như thế nào. Những cái bài học đó rất là quý đối với tôi, nhưng có lẽ là cái bài học quý nhất trong đời mà tôi cho là kim chỉ nam trong một cuộc đời nghệ thuật của tôi, đó là mỗi lần đi tới đâu anh Khê nói em thấy không, một cái nước văn minh người ta làm việc như vậy, em thấy không, cái nước văn minh người ta tổ chức như vậy, người nghệ sĩ như vậy. Nhưng em phải nhớ một điều trong đầu em là mỗi nền văn hóa nào nó cũng phải có một quê hương. Nghĩa là em học cái hay cái đẹp của nước người, cái giỏi giang của nước người, nhưng đừng bao giờ quên được cái tính dân tộc của mình, cái tính quê hương của mình, bởi vì em là người Việt Nam. Dạ, suốt trong cuộc đời làm nghệ thuật của tôi, cái câu nói của anh Khê luôn luôn ám ảnh tôi và luôn luôn tôi cho đó là kim chỉ nam trong cuộc đời tôi. Và ngay cả khi mà tôi chuyển cái kịch Trào Hoa Nữ, một cái vở kịch mà nổi tiếng của cả thế giới, tôi chuyển thành Việt Nam, thì người đầu tiên tôi mời về là anh Khê.
anh Khê về coi em làm cái này. Thì thật sự là tôi rất rất là hạnh phúc. Khi anh Khê xong coi xong rồi lại hôn tôi và nói em của anh đúng rồi, làm đúng vậy. Anh nói anh coi cái kịch này anh thấy là một cái chuyện xảy ra ở Việt Nam chứ không có thật phải là ở Pháp, như vậy là em thành công rồi. Thì đó là một cái lời khen vô cùng quý giá đối với tôi. Và ngoài ra anh Khê không phải chỉ dạy tôi ở trên nghề nghiệp, trong cái tính dân tộc, mà anh Khê còn dạy tôi ở cái tư cách của một người nghệ sĩ. Và tôi nhớ có một lần đi dự một hội nghị âm nhạc ở Hàm Vua, anh Khê dẫn tôi đi vào phòng Há đi qua diễn chung với bao nhiêu nước khác. May quá, hạnh phúc quá. Lúc đó chương trình của Việt Nam diễn của Phùng Duy Đình do anh Khê cắt nghĩa, anh Khê đứng ra đời và được cả thế giới nhìn nhận. Đó là cái buổi họp, đó là Việt Nam hạnh nhất. Thành ra tôi với bà Phùng Má rất là hạnh phúc về cái ngày đó. Thì trong cái khán giả đồ này kia thì có mấy anh kỹ sư mà coi về ánh sáng coi này kia đó, thì có lẽ anh cũng thích một cái cô phụ nữ Việt Nam, một nghệ sĩ Việt Nam này kia. Thì anh có mời tôi đi uống cà phê, nói hay là cứ đi giới thiệu anh mua cái thành phố mua thế nào. Thì lấy duyên tôi là cũng có nói với lại anh Khê, tôi nói mấy ông đó ổng muốn mời em đi uống cà phê thế này đi không. Cảm thấy nếu như là một người nghệ sĩ mà đi qua tấm nước mà có được bạn bè mà tiếp đãi mà đưa đi giới thiệu chỗ này chỗ kia thì rất là quý, anh hai rất là quan tâm cho em đi chơi. Nhưng em đừng quên em đi chuyến này làm đại diện cho Việt Nam nhé. Tư cách của một nghệ sĩ Việt Nam em phải giữ, không có phải mà dễ dàng mà như là một bình thường, một cuộc trao tiền bình thường. Thành ra em muốn đi cũng được, anh hai cũng cho em đi. Nhưng mà với tư cách em đại diện cho một người nghệ sĩ Việt Nam thì với tư cách của người phụ nữ Việt Nam thế nào em phải giữ nha. Và đó cũng là một cái câu nói mà anh Khê đã cho tôi trong suốt cuộc đời tôi, tranh đấu với cuộc đời tôi là nghệ thuật này. Dạ. Thưa các ơn, nghệ sĩ Nhật Trung Tư. Vâng, thưa quý vị, một câu nói rất hay mà giáo sư đã gửi đến kỳ nữ Thiên Cương, đó là mỗi một lần em quá đều có quê hương của mình. Và chính cái sức lan tỏa tích cực đó đã giúp cho chị có rất nhiều những sáng tạo để đưa vào trong sáng tác, vào trong dàn dựng và trong biểu diễn của mình. Kính thưa quý vị, đến tham dự chương trình hôm nay thì nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân cũng từ Huế bay vào để kịp giờ khai mạc của chương trình này. Với cái sức khỏe thì cũng không còn như lúc trước nữa, nhưng mà chú cũng đã đến với cái sự kiện ý nghĩa này. Thanh Thiệp xin được gửi đến chú một câu hỏi. Chú đã có rất nhiều dịp trò chuyện và trao đổi với giáo sư Trần Nhân Khê. Chú nhận xét như thế nào về cái điều nổi trội nhất từ một người thầy, một nhà nghiên cứu và một người nghệ sĩ trong con người, trong cốt cách của giáo sư tiến sĩ Trần Nhân Khê? Xin mời chú. Dạ, kính thưa quý vị, hôm nay tôi được dự cái buổi lễ này, tôi rất là xúc động. Đêm hôm qua, tối hôm qua là 4 giờ rưỡi, tôi còn nằm trong bệnh viện, thì chích thuốc Ali vào mắt. Sau đó là đi thẳng một khu bài để vào. Hôm nay thì tôi rất là hân hạnh được lần đầu tiên có một lần phát biểu tại Đại học Văn Lang. Ban đầu là người tôi đã biết trước đây rất lâu. Và tôi nghĩ rằng Trần Văn Khê là một di sản văn hóa của dân tộc rất thích hợp ở trong cái không gian của cái trường Đại học Văn Lang, là cái tên của cái nước Việt Nam xưa nhất, rất có ý nghĩa. Về giáo sư Trần Văn Khê, tôi có một người hỏi tôi tại sao anh là một người sinh viên, anh đi tham gia kháng chiến, anh ở Huế mà cũng lên như một cái người rất, tại sao anh lại thân được anh Trần Văn Khê, giáo sư Trần Văn Khê thương như vậy? Thì tôi không trả lời được. Thì tôi hỏi giáo sư Trần Văn Khê, nó kiến thức ngày nay nó hỏi em như vậy, em không biết trả lời như thế nào cả. Anh nói nhất ẩm nhất rác giai do thiện định, cái chuyện anh em mình mà biết nhau, thân nhau, thương nhau là do trời định. Thật sự trong cuộc sống, năm 1966 tôi ở trong phong trào đấu tranh hòa bình, không dám nói cái chữ hòa bình, cho nên có cái tinh thần dân tộc lên rất là cao. Cho nên tôi ra trường đại học sư phạm, tôi làm cái luận văn
là để ra trường là phải hát bội. Thì tôi ở chung với nhà với giáo sư Lê Văn Hảo, học trò của anh Khê về học về Huế, thì anh Hảo đã giới thiệu tôi với thầy Khê, và thầy Khê đã cho tôi được sử dụng cái quyển sách, cái tên về doctorate của thầy là La Music de Vietnamien Traditionnel, mà hồi nãy chúng ta có nói là đã trình bày từ năm 58. Và từ đó, sau đó thì tôi là được thầy Khê là hướng dẫn nghiên cứu những cái rạp hát bội ở tại Huế. Và sau đó hôm nay tôi trình bày, tôi chưa lãnh bằng thì tôi đã đi thăm viếng. Và như vậy 9 năm sau thì thầy Khê cũng gặp anh Hảo và cũng nói cầu nguyện cho em Xuân được mạnh khỏe trở về tiếp tục cái nghiên cứu Huế của em. Thì sau lại anh về, thì tôi rất là hân hạnh dự một cái buổi lễ mà nhạc sĩ Lưu Hữu Phước có giới thiệu với toàn thể kiến thức Huế lúc đó. Nói đây ông Trần Văn Khê là đại sứ văn hóa lưu động của Việt Nam. Và sau đó thì giàu cho không gian cách biệt, thì tôi với thầy Khê cũng là thường trên tinh thần nghiên cứu dân tộc, mà tôi chỉ phạm vi hẹp hòi là ở Huế và triều Nguyễn thôi, chứ không dám làm cả nước. Tôi cũng đi sang qua bên Pháp nhiều lần và được đi theo thầy Khê để nghe thầy Khê trình bày về âm nhạc với các nhà nghiên cứu, các đại học. Và khi thầy Khê về đây thì có nhà tôi cũng ở gần, ở trên Phan Xích Long. Lúc đó tôi ở Phan Xích Long và ở Huỳnh Đình Hai thì anh em thầy trò được gặp nhau. Thì có thể nói là đối với tôi với cái nghiên cứu của tôi, thì tôi thấy dân tộc Việt Nam hiếm có một trí thức yêu nước suốt một đời, giàu cho ở Việt Nam thay đổi chế độ bao nhiêu lần, thầy vẫn là quốc tịch Việt. Khi về được đất nước hòa bình rồi, tất cả đem hết toàn bộ đó về đây và được thành phố Hồ Chí Minh làm một cái lễ công nhận đó là công dân của thành phố Hồ Chí Minh, công dân thành phố Hồ Chí Minh. Thì thầy kêu của cả nước, quê không phải ở đây, mà thành phố Hồ Chí Minh được vinh dự có một cái người công dân quốc tế là như vậy. Đối với riêng tôi không phải là một thầy, ngày nay mà tôi là cái nhà nghiên cứu thì là có thể nói là tôi học cái nghiên cứu của thầy Khê và hướng dẫn của thầy Khê. Và có một chút tình riêng là thầy Khê là cháu ngoại của Huế, cháu ngoại của Nguyễn Tri Phương. Và có cái sự vô tình trong cái nhóm mà thân hữu là lo tổ chức cái đám tang cho thầy Khê, thì cái tro cốt của thầy Khê đó chia làm hai phần, bí mật đem về với Vĩnh Kim một phần, còn một phần ở đây để lại 32 Huỳnh Đình Hai. Thì một cái sự vô tình khác nó đã là không đúng cái ý kiến của thầy Khê. Nhưng mà bây giờ cuối cùng lại đi thăm thầy Khê, lại cha mẹ cũng như bà cô cũng như cái bác Hương thờ thầy Khê ở trong cái nhà thờ của Nguyễn Tri Phương ở miền Nam, thì tôi thấy chúng tôi là người Huế có một chút phục bộ ở Huế, cố đô Huế chúng tôi có một người cháu ngoại tuyệt vời. Và tôi năm nay cũng đã 83 tuổi Tây, 84 tuổi ta, sức khỏe rất là kém, mắt rất kém, nhưng mà còn được chút, còn hơi thở, là còn sống với cái niềm tự hào của mình. Và tôi tin tưởng chắc chắn cái Trần Văn Khê Foundation cũng như cái một nơi để tưởng niệm một cái bảo tàng của một cái sự nghiệp vĩ đại về văn hóa Việt Nam của Trần Văn Khê tại Việt Nam, tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi rất hân hạnh được phát biểu một vài ý kiến và xin cảm ơn quý vị. Xin chào. Xin cảm ơn Kính thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhà báo Nguyễn Thế Thanh. Xin được chị
cho biết vì sao đến ngày hôm nay vẫn chưa có một không gian Trịnh Văn Khê và quỹ học bổng mang tên của thầy như di nguyện trước lúc thầy ra đi và như nguyện vọng của những người đã kính trọng thầy. Chị đã kỳ vọng điều gì nhất vào chương trình này ngày hôm nay? Xin mời chị. Kính thưa tất cả quý vị có mặt trong khán phòng hôm nay, tôi xin phép được thương cách thật là thành thật là thế này. Việc mà mời giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê từ Pháp về sống những năm cuối đời và hoạt động nghệ thuật tại thành phố Hồ Chí Minh là một ý tưởng xuất phát từ chị Trương Ngọc Thủy, nguyên là giám đốc Sở Văn hóa Thông tin thành phố Hồ Chí Minh, và cũng xuất phát từ ý nguyện của bác Khê là cuối đời cũng được về sống ở đất nước và tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Và vì vậy mà khi chúng tôi đang là phó giám đốc Sở Văn hóa của cách mạng nghệ thuật đó, thì có một cái may mắn là được phân công trao đổi với bác Khê là vậy thì khi bác về đây bác mong muốn có một cái chỗ ở như thế nào. Thì bác Khê nói thế này: bác không có bất cứ một nguyện vọng nào để có một cái nhà của riêng mình, bác không có tham vọng tài sản, bác chỉ có một mong muốn là những gì bác đã tích lũy được ở bên Pháp, bao nhiêu là sách vở, bao nhiêu là nhạc cụ đi theo bác từng ấy năm, bao nhiêu là cuốn sổ ghi chép, bác chỉ mong muốn mang tất cả về Việt Nam để những người Việt Nam các thế hệ khác nhau nếu có mong muốn có quan tâm đến văn hóa dân tộc, âm nhạc dân tộc thì có thể đến tìm hiểu. Và vì vậy chỗ ở bác ở thì chỉ có cái giường thôi, nhưng mà để có thể thực hiện được cái mong muốn đó của bác cho mọi người thì bác cũng muốn là có một cái chỗ để có thể trưng bày sách, có thể sinh hoạt âm nhạc, sinh hoạt nghệ thuật. Và bác cũng xin khẳng định ngay là cái nơi ở đó dù là nhỏ hay là lớn, dù là ở trong hẻm hay là ở mặt đường thì vẫn thuộc về nhà nước chứ không thuộc về cá nhân bác, và đặc biệt không thuộc về gia đình bác. Cho nên bác xin nhắc đi nhắc lại cái điều đó. Và chúng tôi may mắn được có một cái buổi làm việc lập thành biên bản ghi nhớ như thế này. Bác Khê sẽ mang toàn bộ hiện vật của mình, tài liệu ghi chép, nhạc cụ về Việt Nam và sẽ trao tất cả những cái hiện vật đó cho Sở Văn hóa Thể thao phân loại phục vụ cho công chúng, và bác sẽ ở trong cái nơi mà sở bố trí. Và sau khi bác mất thì bác chỉ có một nguyện vọng là toàn bộ những gì mà bác mang về là thuộc về về công cộng. Và thứ hai là cái nơi bác ở đó thì sẽ trở thành cái nơi không phải là lưu niệm về con người bác thuần túy, mà là cái nơi để tất cả những người yêu mến văn hóa dân tộc, yêu mến âm nhạc dân tộc có thể lui tới trình diễn, học hỏi, trao đổi ở đó. Thế và chúng tôi rất là trân trọng cái ý kiến đó của bác, và chúng tôi đã cùng nhau ký vào cái biên bản đó. Một bên là bác Khê, một bên là chúng tôi được sở ủy nhiệm ký vào. Cái biên bản đó hiện nay vẫn còn. Và vì vậy mà theo căn cứ theo đó thì bác Khê đã về ở Việt Nam gần 10 năm. Và trong 10 năm ở trong căn nhà 32 Huỳnh Đình Hai đó, bác đã kịp cùng với các môn sinh của mình, các đồng nghiệp của mình tổ chức gần 100 cái buổi sinh hoạt âm nhạc và nghệ thuật dân tộc. Ở tại đó đã tiếp hàng gần 100 cái nhân vật thế giới và Việt Nam đến sinh hoạt ở đó. Và như vậy chúng tôi nghĩ là năm 2003 khi ngồi chấp bút cái đề án nhà Trần Văn Khê, chúng tôi hình dung là con người Trần Văn Khê sẽ có mang hơi ấm của mình đến một ngôi nhà trên quê hương mình, và nơi đó xứng đáng để trở thành một ngôi nhà như các nước khác cũng đã có: nhà của Goethe, nhà của Schiller, nhà của Victor Hugo, mà chúng tôi thấy còn nhỏ hơn cái ngôi nhà mà thành phố đã bố trí cho bác ở năm cuối đời. Và chúng tôi nghĩ, không bao giờ nghĩ là đến khi bác nằm xuống năm 2015, bác có nguyện vọng là không được làm, bác mong muốn không có làm tang lễ ở một cái nơi nó ồn ào, nó to lớn, mà chỉ làm đó ở tại cái nơi bác nghỉ thôi. Bác có gửi lại cái suy nghĩ cuối cùng của mình là khi tôi mất đi, ngôi nhà nơi tôi ở sẽ trở thành nơi gặp gỡ giao lưu của bác nghệ sĩ quan tâm liên quan tới văn học với âm nhạc dân tộc. Và bác cũng mong muốn là sau có một cái quỹ học bổng mang tên Trần Văn Khê nhưng mà dành để trao cho các nhà nghiên cứu âm nhạc dân tộc, các học sinh theo đuổi âm nhạc dân tộc, các nghệ sĩ biểu diễn xuất sắc âm nhạc dân tộc hàng năm. Và bác nghĩ là cái tiền cũng điếu khi bác nằm xuống dùng cái tiền ban đầu đó để có thể gây cái quỹ đó và sau đó phát triển thêm. Và chúng tôi
khi Bác Hê nằm xuống năm 2015, chúng tôi đã cùng thành phố tổ chức cái tang lễ của Bác tại 32 Hùng Bình 2. Rất là mong đợi là rồi đây nơi này sẽ được trở thành cái không gian tại Văn Khê như là Bác lúc sinh thời Bác mong muốn và nhiều người mong muốn như vậy. Nhưng mà những cái các chị đều biết có những thay đổi mà chúng tôi cũng ngay bây giờ cũng chưa thể nào nói hết được. Chúng chỉ biết rằng là cái ngôi nhà 32 Hùng Bình 2 đã được thành phố bố trí là một vấn đề khác, và sách vở Bác Khê thì cũng đã được đưa về các thư viện hoặc tổng hợp thành phố để lưu giữ. Hiện vật Bác Khê một phần gia đình giữ, một phần hiện đang nằm ở trong, theo chỉ đạo thành phố là nằm ở trong kho lưu trữ của Bảo tàng Thành phố Hồ Chí Minh để trưng bày vào những dịp kỷ niệm liên quan tới Trần Văn Khê. Và chúng tôi cũng không thể có câu trả lời chính xác là bao giờ thì có thể có được một không gian Trần Văn Khê mà chúng ta mong muốn gọi tên giản dị là nhà Trần Văn Khê. Chúng tôi không trả lời được, nhưng mà chúng tôi cũng và vì mong muốn là cái nơi ở của Bác Khê, cái ngôi nhà đó sẽ cũng là cái nơi làm việc của quỹ Trần Văn Khê, chúng tôi cứ chờ đợi mãi. Và vì cuối cùng không thể chờ đợi được nữa, chúng tôi đã chọn cái năm 2000, chọn một cái năm mà 5 năm Bác mất là năm 2020 này, để cùng với Tạ Văn Lan, chúng tôi hết sức may mắn khi được Tạ Văn Lan ngỏ ý là mong muốn cùng với chúng tôi tổ chức không gian Trần Văn Khê tại đây, đứng ra thành lập quỹ học bổng Trần Văn Khê và sẽ cùng với những bạn bè yêu mến Trần Văn Khê tổ chức lễ sinh hoạt để mà tưởng nhớ Trần Văn Khê hàng năm vào những dịp ngày sinh và ngày mất. Vậy thì vì sao đến nay vẫn chưa có được quỹ học bổng? Vì thủ tục nó cũng khó khăn quá, chậm chạp quá và kéo dài. Như vậy là đến nay là cũng đã lâu lắm rồi. Có những cái phần trong cái sự chậm trễ đó có cái phần trách nhiệm của chúng tôi ở trong nhóm thân hữu, nhưng mà cũng có một cái phần là chúng tôi còn phải chờ đợi cái chủ trương á chung. Thế và bây giờ thì may mắn làm sao là chúng tôi hết sức tin tưởng là cái khởi động hồ sơ đã được rồi, và chúng tôi được hẹn là cuối năm nay thì rất có thể hồ sơ sẽ xong. Và như vậy thì sang năm 2021 vào đúng năm 100 năm Trần Văn Khê, chúng tôi sẽ có được cái quỹ học bổng Trần Văn Khê, sẽ có được không gian Trần Văn Khê ở tại cái khuôn viên đại học Văn Lang xinh đẹp rộng lớn này. Chúng tôi xin được có một cái đôi lời trả lời vì sao và cả những cái mong đợi tới đây. Cái kỳ vọng lớn nhất chúng tôi là chúng tôi mong muốn hình ảnh Trần Văn Khê, sự nghiệp Trần Văn Khê sẽ còn ở lại với các thế hệ người Việt Nam. Như Bác Khê đã nói, cả đời Bác chỉ làm một công việc thôi, đó là sao cho đem được hết cái hay cái đẹp của nghệ thuật Việt Nam được rộng khắp Nam Châu và sâu trong dân tộc. Chúng tôi nghĩ là chúng ta đang mong muốn cái điều đó. Xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Thế Thành. Kính thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu hỏi dành cho tiến sĩ Nguyễn Nhã cũng như phần trình bày của ông. Kính thưa tiến sĩ Nguyễn Nhã, trong không khí trang trọng nhớ về giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê, ông có thể cho biết nhà trường ở tất cả các bậc học cần phải làm gì hiện nay để các thế hệ trẻ tiếp tục trân quý và góp phần bảo tồn di sản văn hóa âm nhạc dân tộc như nguyện vọng lúc sinh thời của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Kính thưa quý vị, trước hết là rất cảm ơn cái chương trình ngày hôm nay của Đào Văn Lan. Tất cả mọi người ở đây, tôi thấy là cả người em nuôi của giáo sư Trần Văn Khê là Tôn Hiền Hương đó, chắc là sẽ rất vui đó có dự ngày hôm nay. Theo tôi đó thì tôi là một người nghĩa là nghiên cứu và đã liên hệ với giáo sư Khê từ thập niên 60. Và theo tôi đó thì có mấy những cái bài học, mà cái bài học này đó mà đem vào trường học đó thì rất lợi cho Việt Nam. Trước hết đó là bài học về cái phương pháp nghiên cứu đối chiếu. Chính giáo sư Khê sử dụng cái phương pháp nghiên cứu đối chiếu đó thì mới thấy cái gì độc đáo nhất của Việt Nam, những gì hay nhất của Việt Nam, không phải chỉ ở âm nhạc mà cả về văn hóa. Theo tôi đã cho là thầy đấy, bởi vì trong cái cuốn mà trường ra, cái cuốn mà chân dung về thành thế kỷ 20, tôi đã cho giáo sư Khê là một trong cái người ban người thầy đó. Và theo tôi đó thì giáo sư Khê đó là người mà có cái tâm đó là
giữ hồn Xuân Thành qua cái âm nhạc và qua cái văn hóa. Và theo tôi đó thì cái tâm này đó thì đó đã từ cái hồi mà còn là sinh viên đó. Và cái sinh viên đó thì cái tâm đó cứ tiếp tục và đi tới cùng đó, thì tôi đề nghị các bạn sinh viên Đại học Văn An này học tập cái tâm đó, là mình cái gì mình thích nhất về quê hương của mình nhé, mà đi tới cùng đó thì sẽ có cái sự nghiệp lớn. Và tôi thấy rằng là cái hay đó, một cái bài học nữa đó là giáo sư Trần Văn Khê đó là có tính rất khách quan. Mặc dù là miền Nam đó thì có nhiều người nói là cải lương rồi là người ta cái từ rất là hay, nhưng giáo sư Khê vẫn cho là ca trù là số một về văn học về tất cả mọi kia. Và nó giới thiệu không phải chỉ đến để mà phỏng vấn cụ Quách Thị Hồ đó, mà đưa ra phải nói là hàng trăm cái đĩa cho UNESCO. Và UNESCO rất là hoan nghênh cái độc đáo đó. Và giáo sư Khê lại còn một cái tâm là phải nói là tất cả những cái gì mà di sản của Việt Nam về liên quan âm nhạc đó, từ cổng chiêng nhé, từ cái nhã nhạc được Huế, tất cả các dân ca dân đó trong ca trù đó đó là có công của giáo sư Khê. Và vì vậy tôi đề nghị rằng là các bạn đó, nhất là sinh viên này đó, phải có cái tâm từ khi còn là sinh viên làm gì là gì. Nhưng mà tôi còn có thấy rằng là giáo sư rất khách quan đó, mặc dù là miền Nam, nhưng giới thiệu ra thế giới đầu tiên lại là ca trù miền Bắc, tức là không phân biệt, tức là không gì đó. Tôi thấy là cái rất hay. Nhưng cái bài học nữa mà theo tôi đó là cũng là rất quan trọng đó, là có cái tầm nhìn xa. Khi mà trước khi mà giáo sư Khê mà mất đó thì đưa cái di nguyện, tôi có thi hóa cái di nguyện đó, di nguyện rất nhiều cái phải làm gì đó. Và ngay cả khi mà cái đám tang của mình phải như thế nào phải như thế nào đó, các học trò phải tham gia thế nào đó, tuyệt vời. Rồi sau đó đó, mong là cái nhà lưu niệm của Trần Văn Khê thế nào, rồi cái giải thưởng của Trần Văn Khê sao, tất cả vân 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 nữa. À, tôi thấy là cái nhìn tầm xa rất là xa. Và theo tôi là Đại học Văn An, nếu nhé hợp tác với cái nhóm thần hữu này đó, thì trong tương lai đó, cái vấn đề giữ hồn dân tộc hay là cái phát triển của cái văn hóa mà di nguyện của giáo sư Khê nói rằng là phải giữ gìn cái văn hóa truyền thống cũng như văn hóa nhập sẽ thành công. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Nhã. Tiếp theo mời nhà thiết kế thời trang Sĩ Hoàng. Anh là một người nghệ sĩ một thế hệ sau đã có nhiều thành tựu và vô cùng yêu quý kính trọng con người và sự nghiệp của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê. Anh có thể cho biết dự án nào mà anh đang theo đuổi để góp phần thiết thực phát huy giá trị văn hóa dân tộc mà giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê đã cả đời theo đuổi và khao khát trao truyền cho thế hệ hôm nay? Xin mời anh. Kính thưa tất cả các thầy cô, tất cả các bạn sinh viên, các vị khách quý có mặt trong buổi hôm nay. Tuy Sĩ Hoàng không phải là học trò của thầy Khê, mà Sĩ Hoàng hay thường gọi là bác Khê, thì cái duyên nó đưa tới là khi mà bác về Việt Nam, thì trong những lần mà bác đi nói chuyện, thì Sĩ Hoàng có mang tới để tặng bác ba cái cravat vẽ hình trống đồng. Ba cái cravat này thì đang trưng bày ở phía ngoài tiền sảnh. Và sau đó cũng có thiết kế cho bác vài bộ áo dài để bác mặc. Bởi lẽ là trong câu chuyện mà bác kể, thì bác nói là mỗi khi mà trình diễn âm nhạc dân tộc với các cái đoàn khách quốc tế, mà ngày xưa khi bác còn ở Pháp, thì bác chỉ có thật sự bước ra sân khấu, ngồi trước cái đàn với trang phục áo dài mà thôi. Bởi vì khi ấy bác không nghĩ mình chỉ là một nghệ sĩ để trình diễn một nhạc cụ, một bản nhạc, mà bác còn đại diện cho cả một nền âm nhạc Việt Nam. Chính vì điều đó nên khi mà những lần còn sinh thời tại ngôi nhà của bác, thì cứ mỗi một hay hai tháng bác hay có tổ chức những cái chuyên đề về âm nhạc,
về sân khấu truyền thống thì Diễu Hoàng đều đến tham dự. Và trong một lần sinh nhật lần thứ 94, Diễu Hoàng đến dự thì có thưa với bác một câu hỏi là: bác ơi, cả một đời khi bác đã dành trọn vẹn để vinh danh âm nhạc truyền thống Việt Nam đối với thế giới, thì cái điều gì để bác có thể làm được cái điều đó một cách trọn vẹn trong cả một cái sự nghiệp của mình? Thì bác nói cả đời bác chỉ gói gọn hai chữ khi mà mình làm việc, là hai chữ so sánh. Bởi vì khi so sánh thì mới biết mình kém cái gì và mình hơn cái gì. Và bởi chỉ khi so sánh mình mới biết là giữ lại cái gì và phát triển cái gì. Chính vì vậy khi chiếu qua công việc của mình thì trong suốt 30 năm qua, Sĩ Hoàng ngoài công việc giảng dạy thì gần như là tận lòng với đôi Tảo. Mà mỗi khi bác nói về Tảo Dài thì bác hay mượn hai câu thơ của Văn Tiến Lê: đơn sơ hai mảnh tuyệt vời, thân sau tả trước nên lời nước non. Và như vậy bác đã nhìn áo dài không phải chỉ là một bộ áo truyền thống của người Việt, mà còn nhìn hình ảnh cả một đất nước ở đó. Vì thế nên Diễu Hoàng không phải chỉ là làm áo dài trong một sự đam mê, trong một cái yêu thích, mà dùng cái chữ là thương. Bởi vì yêu hay đam mê rồi cũng sẽ bớt đi, hoặc là có khi hết. Nhưng thương nó còn có cái ý nghĩa đậm tình máu mủ ở trong đó, mà máu mủ thì dù có đau thì cũng không bỏ đi được. Vì thế là một cái dự án xây dựng bảo tàng áo dài đã được hình thành suốt 12 năm, và đến nay nó đã vẫn đang được hoạt động rất là tốt. Và hiện nay thì cái công việc tiếp theo của Sĩ Hoàng là thành lập một viện nghiên cứu trang phục. Ở đó không phải chỉ nghiên cứu về áo dài, mà còn là trang phục của các dân tộc anh em, mà ở ta có đến 54 dân tộc. Để chúng ta thấy rằng là đủ nội lực không chỉ là làm phong phú đa dạng cho trang phục của người Việt, mà còn có thể trở thành như là một loại trang phục, nhiều loại trang phục mang yếu tố thời trang đi ra với thế giới. Và Sĩ Hoàng thường hay nói với, chia sẻ với đồng nghiệp của mình, với học trò của mình, là nhiệm vụ của các nhà thiết kế Việt Nam là phải, thậm chí là mang một cái khát vọng lớn là Việt hóa Âu phục, để chúng ta có thể mặc những bộ trang phục đẹp nhất mà không cần phải vay mượn bất kỳ nơi đâu. Và Sĩ Hoàng cũng nghĩ rằng nếu vì một yếu tố gì đó đường biên giới, hải đảo, biển của chúng ta bị xâm phạm thì chúng ta có được sự giúp đỡ của thế giới. Nhưng nếu văn hóa chúng ta không giữ thì không ai giúp chúng ta cả. Và như vậy mặc áo dài không phải chỉ là mang yếu tố về thẩm mỹ, mang yếu tố về đạo đức, mà nó còn là một trách nhiệm của công dân. Xin cảm ơn quý vị. Xin cảm ơn thiết kế thời trang Sĩ Hoàng. Và đây là câu hỏi dành cho nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc. Anh là một trong những nghệ sĩ đã rất được giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê yêu quý. Bởi vì anh Hiệp biết những cái tác phẩm của anh, những cái vở kịch của anh lúc nào thầy cũng đến xem, và nhất là tác phẩm Bí mật vườn địa chi thì thầy đã vào tới hậu trường để ôm tròn chồng lấy anh và khóc, bày tỏ cái sự sung sướng của mình trước một cái tác phẩm nghệ thuật được đầu tư rất là nghiêm túc và thực tế. Hôm nay trong cái buổi ý nghĩa như thế này, xin được dành câu hỏi cho Thành Lộc. Anh suy nghĩ như thế nào về nỗi niềm của giáo sư tiến sĩ Trần Văn Khê khi mà thầy đã viết trong hồi ký của mình câu nói như sau: tôi mong có một giáo trình giảng dạy truyền thống âm nhạc Việt Nam ở bậc đại học và một chương trình đào tạo quốc tế cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ về âm nhạc dân tộc Việt Nam. Bởi thực tế rất là đáng buồn hiện nay là các sinh viên Việt Nam thi bằng thạc sĩ âm nhạc dân tộc lại phải dựa vào lý luận của âm nhạc phương Tây. Xin anh có thể nói lên những cái suy nghĩ của mình về con đường. Và xin chào anh Thanh Điệp, xin kính chào tất cả các bác, các cô, chú, các anh chị
cùng tất cả các bạn sinh viên đang có mặt ở đây. Câu hỏi dành cho tôi là một trong những người trẻ nhất ở đây mà lại là có câu hỏi nó khó nhất. Xin được mạn phép tôi không dám đề cập quá nhiều về cái lĩnh vực mà nó không phải là của tôi. Tại vì lĩnh vực của tôi là sân khấu, nó không có liên quan tới âm nhạc. Mặc dù là tôi có mượn cái hồn của âm nhạc để làm được cái tác phẩm của mình rất là nhiều. Cho nên, nhưng mà tôi chỉ xin được phép kể những cái câu chuyện mà nó có thể nó, chúng ta có thể tìm được một cái sự kết nối với cái tinh thần mà Bắc Khê đã nói và anh Thành Hiệp đã đề cập với tôi. Thưa quý vị và các bạn, hồi hộp tôi còn nhỏ xíu thì tôi gọi bác là chú chứ không phải là bác. Bởi vì bác nhỏ tuổi hơn ba tôi, mà ba tôi là một nghệ sĩ hát bội. Nhưng mà cái hình ảnh của Bắc Khê luôn luôn là cho tôi nhớ như thế này. Và cái thời mà ba tôi nè, nghệ sĩ nhân dân Nam Đồ nè, cô Ba Út nè, là những cái người nghệ nhân hát bội thời đó còn đang rất là trẻ, sung sức, thì tôi cứ nhớ hoài cái hình ảnh Bắc Khê đến cứ gặp ở cái hội nghệ sĩ ở đường của Bắc á, là cứ chắp tay lại chào họ. Dạ em chào anh, dạ em chào anh hai, em chào chị gì đó. Cái tôi mới hỏi là ủa ba vậy là bây giờ con phải kêu cái ông Khê này là bác hay là chú? Cái ba tôi mới nói là ông nhỏ tuổi hơn tao nhưng mà mày kêu bác đi, mày đừng kêu bằng chú. Đó, bà tôi nói với các chị em của tôi đó, cái tụi tôi mới hỏi ủa tại sao vậy, tại vì người Việt Nam mình thì cái danh, đặc biệt là người Việt Nam mình có cái kính ngữ rất là rõ ràng, phải không các bạn? Lớn tuổi hơn ba thì gọi bằng bác, nhỏ tuổi hơn ba mới gọi bằng chú, nhưng mà đây là nhỏ tuổi hơn ba thật sự gọi là bác. Thì ba tôi mới nói là ổng giỏi hơn tao nhiều lắm, ổng nhỏ tuổi hơn tao mà ổng giỏi lắm, ông làm được nhiều cái chuyện quốc tế ta biết, chứ tao chỉ nổi tiếng trong nước thôi chứ quốc tế không biết tao là ai á. Đó, thì cái điều đầu tiên á là tôi đã thấy là người Việt Nam mình có một cái sự khiêm tốn rất là đặc biệt. Là tại sao một cái người biên bác như vậy, giỏi như vậy mà khi gặp các nghệ nhân trong làng hát bội là cứ chắp tay cúi đầu chào. Rồi trong khi tôi cũng thấy cô Ba Út, cô Năm Đồ là những nghệ nhân rất là giỏi trong làng hát bội, gặp Bắc Khê cũng chắp tay chào, có nghĩa là người ta chào cái kiến thức, người ta chào cái trình độ, người ta chào cái sự cống hiến của cái người đó với xã hội. Những cái người mà có một cái khả năng truyền cảm hứng tích cực đến với cộng đồng thì những cái người đó đáng nhận được sự kính trọng. Thì là đầu tiên là tôi đã thấy được cái điều đó rồi. Rồi khi mà được cái, sau này khi mà tôi làm được cái vở đặc biệt mà đã anh ta nhận với nhắc đến cái vở Bí Mật Vườn Lệ Chi, thì lúc đó tôi mời bác đi xem cái vở đó. Thì bác xem xong đúng như anh Hiệp nói, bác vào một trường bác ôm tôi bác khóc. Khóc vì cái câu chuyện của cái vụ án oan của ông Nguyễn Trãi. Nhưng mà bác khóc còn vì một cái điều nữa, bác nói là sao mà tụi con bây giờ, tụi con trẻ mà tụi con có tâm huyết với văn hóa và nghề dân tộc như vậy. Bác thương lắm, bác nể lắm. Cái phần âm nhạc của cái vở Bí Mật Người Lệ Chi, bởi vì đó là một cái câu chuyện ở miền Bắc, cho nên chúng tôi mới sử dụng cái những cái giai điệu của ca trù làm cái nền âm nhạc chủ đạo. Người nhạc sĩ phối đó là nhạc sĩ Trần Vương Thập, bây giờ anh ta là giám đốc của nhà hát giao hưởng và vũ kịch ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì toàn bộ cái phần nhạc nền đó chúng tôi sử dụng nhạc cụ điện tử không, không có âm nhạc dân tộc trong đó. Nhưng mà cái giọng vocalize là của nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân ca sĩ đó, thì chỉ có một cái độ rung, độ lẫy, cái giọng nảy giọng đó ở trong âm nhạc của mình gọi là nảy đổ hột, đổ hột của cái ca trù của miền Bắc. Thì đó là cái hồn của toàn bộ cái nền âm nhạc của cái vở diễn đó. Thì bác ơi, tôi nói tụi con giỏi quá, bác nghe bác thấy rõ ràng là nó là nhạc của Tây Phương hết, không có cái gì là dân tộc hết, nhưng mà cái hồn của ca trù nó đã len lỏi được vào trong cái đó, và cái điều đó nó khơi gợi hết tất cả những giác quan của bác, và bác xúc động thật sự. Cái điều quan trọng là không phải hãy nói đến nhạc dân tộc là cứ phải cái đàn tranh, phải cái đàn bầu, mà cái điều quan trọng tụi con làm được là cái hồn dân tộc của người Việt mình nó luôn luôn nó hiện diện ngay cả khi chúng ta cầm cái nhạc cụ điện tử. Cái điều đó là cái điều mà chúng tôi lĩnh hội được ở Bắc Khê, về cái tinh thần là
giữ cái hồn dân tộc, chứ không phải hãy nói đến dân tộc là nói đến cái chiếc chèo hay là nói đến những cái nhạc cụ dân tộc, mà cái vấn đề là cái hồn nó luôn luôn đang ẩn chứa. Bởi vì thật sự mà nói thì ngay cả bây giờ trong nhạc viện thì người ta dạy solfège theo kiểu miền, theo kiểu Tây học, chứ người ta có dạy ít khi nào mà người ta dạy ngũ cung. Khi nào mà ai học chuyên về nhạc dân tộc thì mới là họ sửa sang cống liếu vân vân. Nhưng mà khi mà ngay cả cái bản phối của các bạn nhạc công mà có học hành tử tế trong nhạc viện vẫn là solfège đó. Thành ra cái vấn đề đây là cái hồn mới là cái quan trọng. Rồi có một điều nữa tôi không ngờ là khi mà chúng tôi tái diễn đợt 2 vở Bí Mật Vườn Lệ Chi thì lúc đó người nhà của bác Khê mới gọi điện cho tôi là bác Khê muốn xem lại một lần nữa. Đấy, thì tôi nói bác ơi, bác coi một lần bác không mệt sao? Thì bác nói là không, bác không có mệt. Cái gì chưa nói đến liên quan đến cái dân tộc người Việt của mình, và đặc biệt là có cái âm nhạc Việt Nam ở trong đó, là bác nghe hoài, bác xem hoài, bác không biết mệt. Và cái đó rất là truyền cảm hứng ngược lại cho bác. Trời ơi, thưa quý vị và các bạn, một cái người trẻ như tụi tôi mà lại truyền cảm hứng ngược lại cho một người như bác Khê, cái điều đó là cái điều mà bác nói thì tôi mới dám nghĩ tới. Thì có nghĩa là tôi thấy cái tinh thần khiêm tốn của một cái người đã quá giỏi như bác. Và cũng đúng như từ nãy giờ chúng ta trao đổi, chúng ta nói nhiều đến nhạc tài tử Nam Bộ, thì nhiều đôi khi chúng ta lại hiểu bị lệch một chút là bác chỉ có công với cái nền âm nhạc tài tử Nam Bộ thôi, thì không đúng. Bởi vì bác Trần Bảo Khê đã có công sức lớn trong việc đưa rất nhiều cái di sản văn hóa của người Việt được UNESCO công nhận là phi vật thể rồi, là văn hóa phi vật thể rồi. Và có nhiều dòng âm nhạc khác nhau lắm, mà lúc này chúng ta cũng nghe, còn chúng ta nghe đến ca trù này, nhạc tài tử Nam Bộ và nhạc Tây Nguyên vân vân. Và cái người tiếp theo đó là giáo sư Quang Hải, là cái người cũng tiếp tục đi làm cái công việc đó. Thì cái công của bác rất là lớn. Tôi vẫn còn nhớ trong cái khoảng thời gian mà bác Khê mới bắt đầu về nước, một hai năm rồi lại đi chứ chưa có ở luôn. Lúc đó bác Khê còn khỏe lắm. Thế tôi có dịp được nói chuyện với bác thì tôi mới nói là trời bác ơi, sao con thấy bác đi hoài mà sao bác chịu nổi, sức khỏe đâu mà chịu nổi như vậy. Bởi vì như chúng ta cũng biết theo, ở đâu không biết, nhưng mà ở Việt Nam mình thường thường, và xin phép tôi nói cái này, nếu như có lỡ mà có lỡ lời đụng chạm đến một số các vị tiến sĩ ở đây thì xin lỗi, bởi vì tôi đang cái dòng suy nghĩ về bác Khê thôi. Thì tôi chỉ thấy là có rất nhiều người có được một cái bằng thạc sĩ hay là một cái bằng tiến sĩ trong tay và là sống luôn, cứ sử dụng cái bằng đó cho tới hết đời và cứ đi dạy khắp nơi với những cái kiến thức mà có khi kiến thức đó họ lãnh hội được cách đây cũng mấy chục năm rồi. Tức nghĩa là cái bằng tiến sĩ đó đã mấy chục năm rồi, nhưng mà học bác Khê, dù là tiến sĩ, dù là có nhiều những cái bằng cấp lớn, nhiều những cái giải thưởng lớn với thế giới, mà bác đi hoài, cứ đi xem, đi nghe, đi xem, đi nghe, vừa nghỉ, đi xem, đi nghe. Tôi mới nói là bác ơi, bác đi vừa hoài, bác không mệt sao? Thì bác nói là trời con ơi, làm sao mà mệt được? Bởi vì một năm, hai năm mà mình không đi ra ngoài, mình nghe người ta nói cái gì, mình không xem người ta trình diễn cái gì là mình ngu rồi con. Đấy, thì có nghĩa là mình sẽ dốt theo năm tháng nếu như mình cứ tự tin vào cái kiến thức mình đã có. Cho nên cái sự mình lĩnh hội, đặc biệt là âm nhạc con ơi, âm nhạc người ta đổi mới hoài. Bây giờ con ơi, âm nhạc dân tộc trên cả thế giới bây giờ người ta phát triển rất là hiện đại. Mà có lẽ nhiều bạn sinh viên ở đây nếu có quan tâm đến âm nhạc cũng nghe đến world music này kia vân vân, hay là new age vân vân, người ta cũng sử dụng cái vốn lý âm nhạc dân tộc của bản xứ người ta rất là nhiều, nhưng mà hoàn toàn trên nền nhạc điện tử. Thì bác Khê nói là trời con ơi, nghe thích lắm con, mà nếu như mình không nghe là mình sẽ bị bảo thủ, mà mình sẽ bị mai một đi cái kiến thức của mình. Thì tôi mới thấy trời ơi, một cái ông lớn như vậy, bự như vậy mà người ta vẫn luôn luôn lĩnh hội hàng ngày hàng giờ cái kiến thức đó. Thì tôi nghĩ là cái đó là cái khiêm tốn, một cái đức tính khiêm tốn quá lớn của một cái người quá giỏi. Và tôi xem một cái chương trình, một talk show của bác ở trên TV gần đây, trước khi một khoảng một năm hai năm trước khi bác mất, thì người ta mới nói là bác có những cái lời nhắn nhủ gì với những người làm âm nhạc ngày nay hay không. Đó, tại vì Việt Nam hiện nay thì dòng cái dòng nhạc hiện đại rất là mạnh, thậm chí bây giờ mình nghe mình tưởng nhạc Hàn, đúng không quý vị? Có một thời gian mình nghe nhạc Việt mình tưởng nhạc Tàu, rồi có một thời gian gần đây mình nghe nhạc Việt mình tưởng đó là nhạc Hàn. Đó, thì bác có nói như thế này, bác nói mà thật sự bác Trần Bảo Khê có một cái khả năng nói chuyện hấp dẫn khủng khiếp, một cái giọng ấm trầm vang đẹp,
Cho nên tôi mở TV mà tôi thấy Bác Khê là thôi rồi, bỏ hết mọi việc, cứ nghe Bác nói cái gì đã. Thì tôi nhớ Bác nói như thế này: âm nhạc Việt Nam thật ra rất là hào phóng, như con người Việt Nam sẵn sàng mở cửa để đón nhận tất cả mọi luồng âm nhạc đến với mình. Để làm chi? Để mình giỏi hơn, để mình học hỏi hơn. Nhưng không đấy, nhưng nó cũng giống như bản tính người Việt Nam sẵn sàng mở cửa để mời khách vào nhà. Người Việt Nam vốn rất là hiếu khách, khách có thể bước vào. Thí dụ cái thằng kỹ nhà tôi là để người ta nằm, bạn có thể bạn ngồi, bạn có thể bạn đứng. Khách Việt Nam không nói đâu, bạn muốn làm gì cũng được. Bạn có thể đi xót vào nhà bếp của tôi, bạn có thể xót vào phòng ngủ của tôi. Nhưng riêng cái bàn thờ tổ tiên nhà tôi là cái bạn không có quyền xâm phạm. Đôi khi người làm văn hóa Việt Nam mình đã quên, đã bị nhập nhằng cái ranh giới giữa lòng hiếu khách và sự nhu nhược. Cho nên bạn có thể đi xộc vào nhà tôi một cách hiên ngang thế nào cũng được, tôi có thể làm bạn với bạn. Nhưng khi bạn leo lên bàn thờ tổ tiên của tôi, bạn ngồi trên đó, thì đó là điều không thể. Và trách nhiệm của một người nghệ sĩ, một người công dân Việt có hồn Việt Nam là tôi phải đá vào nhà xuống. thì nhưng mà cái chữ đá là tôi nói nha, Bác Khê không có dùng những cái từ thô lỗ như vậy. Thì có nghĩa là tôi không thể để cho bạn ngồi lên bàn thờ là cái nơi thiêng liêng nhất trong trái tim của người Việt Nam. Thì tôi nghĩ là khiêm tốn nhưng mà phải có bản lĩnh, khiêm tốn nhưng mà phải bản lĩnh. Thì tôi thấy đó là một trong những cái đức tính của người Việt mà qua một cái người nghệ sĩ như Bác Trần Văn Khê đã truyền cho tôi một cái ngọn lửa, truyền cho tôi một sự cảm hứng rất tích cực để mình thấy sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng, với dân tộc của mình. Và tôi nghĩ nếu mà cái điều đó cũng, tôi nghĩ cũng đúng thôi. Trở lại với cái ước mơ của Bác Trần Văn Khê cũng vậy, thì tôi nghĩ là trong cái việc mà giáo dục âm nhạc đối với người Việt mình cũng vậy, thì chúng ta làm gì đó cũng phải có một cái bàn thờ riêng, nó phải có một cái phòng thờ, một cái nhà thờ riêng cho nền âm nhạc cổ truyền của Việt Nam. Bởi vì thật sự mà nói thì văn hóa còn, hồn Việt còn thì đất nước mới còn được. Đó là cái sự nghiệp của tôi. Xin cảm ơn. Cảm ơn các khán giả tham gia buổi tọa đàm hôm nay. Xin mời các vị trở về chỗ ngồi. Một lát nữa đây thì các sinh viên sẽ có những câu hỏi dành cho các vị, và chúng ta sẽ có một cái không gian gần gũi hơn với các em ở dưới đây để chúng ta trả lời. Xin một tràng pháo thật lớn để cảm ơn sự hiện diện đáng quý của nhà nghiên cứu Đắc Xuân, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương, tiến sĩ Nguyễn Nhã, nhà báo Nguyễn Thái Thanh, nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc và nhà thiết kế thời trang Sĩ Hoàng.